Ở gần trại thì nghe tiếng của người dân chỉ hô là cướp, thì tôi chạy đến hàng rào của khu vực giáp ranh với nhà lỗ của bà Thảo và bà chủ nhà. Thì lúc đó là cũng thấy phạm nhân Nghĩa là chạy đến ngay sát hàng rào rồi, và phạm nhân Nghĩa mới hỏi tôi là có bắt không cán bộ, có đuổi bắt không. Nghĩa nó ở gần hơn nên nghe trước, nó chạy lại đằng trước, và lúc tôi chạy lại thì thấy Nghĩa đứng đó hỏi có đuổi bắt không, thì tôi nói với Nghĩa là bắt cho bằng được. Thì lúc đó tôi cũng dừng xe máy và vạch hàng rào, chui qua hàng rào để cùng phạm nhân Nghĩa đuổi theo cái đối tượng ăn trộm. Và đến lúc đó nó đã chạy cách đó khoảng hơn 100 mét rồi, thì đuổi khoảng thì lúc chạy đến gần khu vực nghĩa địa của xã Nghi Kim thì có một cái áo, thì đối tượng mới lão xuống cái áo, thì tôi và tên và phạm nhân Nghĩa đã khống chế và lôi cái áo lên để đưa về và bàn giao cho công an xã ở xã Hưng Đông để xử lý và chuyển công an thành phố.